Anh em Gác Thảo xin chào cả nhà. Chúc cho cả nhà có một buổi sáng thật là vui vẻ và sức khỏe luôn dồi dào, và có một ngày làm việc thật là tràn đầy năng lượng vui vẻ. Sáng hôm nay anh em Gác Thảo xin chia sẻ đến quý cô bác anh chị một bản tin mới nhất. Là như vậy để cả nhà ơi. Đêm hôm qua Hầm Loan bất ngờ lên mộ lúc chiều tối. Thì tối hôm qua cũng vừa chạng vạng đó cả nhà. Thì chị Loan có lên thêm mộ ba của mình, và chị cũng có đăng trên trang status của mình một bài viết như sau, là chị có nói là chị chiều nhớ ba lại đi thêm ba nha. Nhưng chị đi thêm ba nhưng mà có nhiều người là nhảy dần dần đó cả nhà. Là mọi người biết à, đó là thằng Tám Tử 4L. Nó thấy chị Loan lên mộ thêm ba nó vui lắm, mọi người có biết sao? Là để nó soi rồi bắt đầu nó vỉ chuyện ra cả nhà. Rồi nó nói nó vu khống chị Loan này kia rồi để kiếm view kiếm like. Nhưng thật sự là chị Loan chỉ nhớ ba của chị, là chị mới lên thêm ba, và chị cũng có nói là lên thái mộ ba rất canh chạng vạng đó cả nhà. Chị rất là thương ba của chị, tại lúc đó là mấy anh ơi cũng như anh nghiệp giữ mộ cũng như là mấy youtuber là họ đã về nhà của họ hết rồi, chỉ còn một mình ba niềm lỉ lo đó. Chị rất là thương, chị ước gì mà chị ở gần mộ của ba thì ngày nào chị cũng lên thêm ba của mình. Thì mọi người cứ suy nghĩ đi, theo phân tích của mình có đúng không? Con mà ba mẹ mình mất á, mà phần là chị Loan là chị không có miệng nha cả nhà, mà chị sống chị hưởng trọn tình thương của ba chị. Và lúc nhỏ chị cũng nói là ba chị là mẹ của chị luôn, và từ khi chị chào đời tới giờ là chị không biết mẹ luôn nha cả nhà. Nên khi ba chị mất là kiểu như là mất một cái điểm tựa rất là quan trọng, đúng không mọi người? Nên lúc nào mình cũng phải nhớ ba của mình. Bây giờ mình cũng nói rõ cho mọi người, nếu thật sự chị Loan dù cố nghệ sĩ Vũ Linh là ba nuôi đi cũng, nhưng mà chị và chú Vũ Linh đã sống với nhau 37 năm trong căn nhà đó, và chị đi lấy chồng, ba chị là người đứng ra tổ chức đám cưới cho chị. Nhưng mỗi khi chị nói chị nhớ ba chị thì cái bọn youtuber dơ đó mọi người, cũng như là cái bọn Tâm Sơn cười cười nó là đã nhảy dần dần nó kêu chị sao con nhớ ba. Đơn giản mọi người cứ nghĩ đi, như mọi người thì xa mình không biết, chứ như mình đây, mỗi lần mình đi xa thì mình rất là nhớ mẹ của mình. Mình ước gì cũng làm công việc cho nó xem nhanh gọn để gì gặp mẹ. Và nói chung là cũng không có gặp mẹ, là cũng không phải cho mẹ ra những cái thứ gì là gọi là vật quan trọng mà để mà gặp mẹ rồi nói chuyện mẹ con tâm sự thì nó rất là vui rồi, đúng không cả nhà? Còn đây cậu Nem ổng đã bắt đầu nên chị Loan chỉ nhớ là phải, tại vì mà lúc kia còn sống là chị ở phía bên chồng, rồi mỗi lần ba nói là con gái gì chơi dẫn cháu ngoại gì cho ba thì gì mình gặp được ba của mình. Những lúc về mọi người nhớ đến cái sao không nhớ cả nhà, mà đặc biệt nha, mỗi lần chị Loan từ phía bên chồng về nhà của cố nghệ sĩ là đích thân ba của chị Loan là người xuống bếp nấu những món ăn mà chị Loan thích nhất để cho con gái của mình về ăn á. Có một đợt dịch á, con Vi nó cũng có quay một cái đoạn clip chính miệng cậu Nem nói dịch nó không đưa mấy đứa nhỏ về, tôi nhớ chết mẹ. Ủa, con nuôi không phải chết ruột mà sao ông nhớ dữ vậy trời? Xem rồi có một đoạn nữa ông nói em, nếu là con nuôi mà tại sao cậu Nem lại nói câu nói này này mọi người? Nó không giống bên tôi miếng nào hết trơn. Ủa, là con nuôi thì nó đâu có liên quan gì đâu, mà giống thì nó giống bên nào nó hay nó giống ai cũng đâu có liên quan gì đến cậu Đêm, đúng không cả nhà? Mà tại sao cậu Đêm lại nói ra câu nói đó? Thì mình biết chị Loan là con nuôi hay con ruột rồi, mà sao cái nhiều người cứ cố lên dựng chuyện và muốn chia rẽ tình cha con của họ. Bây giờ phút này chia rẽ để làm cái gì cũng đâu có quan trọng gì nữa. Bây giờ tòa nó có xử, nó cũng đâu có xử con nuôi con ruột đâu mọi người. Nó chỉ dựa lên trái tờ con hộ pháp và cô Võ Thị Hồng Loan là con gái của ông Võ Huy Ngon là cha. Rồi còn cái vụ mà đi tìm chữ ký nữa mới đeo đầu nữa cả nhà. Nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh khi ký cho những khán giả yêu thích mình thì ổng đâu có ký tên là Võ Huy Ngon đâu, không cần phải mọi người. Đó, ông đi ký là cái nghệ danh của ông đặt cho khi ông làm nghệ sĩ, đó là Vũ Linh. Ủa mà giờ đi đó chiếu cái chữ ký là đâu chứ là sao? Chứ phải mà ông đi ký cho khán giả mà ông ký chữ Võ Bình Ngon. Còn trong tờ khai xanh, ông đi làm giá cho khai xanh chị Loan làm ký chữ Võ Bình Ngon. Nên mọi người phải thông suốt và phải suy nghĩ, đừng có bị dẫn dắt bởi những cái con người muốn tranh giành tài sản của con gái của nghệ sĩ Vũ Linh mà bịa chuyện rồi nói hay đi tìm chữ ký. Và mình khẳng định với mọi người,
Bọn cần cần ghi chó có tìm một đời này cũng không ra cái chữ ký Võ Văn Ngon thứ hai đâu cả nhà. Tại vì cái chữ ký này trừ trường hợp cố nghệ sĩ đi làm nhập hộ khẩu này, nói chung là đi làm giấy tờ đi ký chữ Võ Văn Ngon, còn khi ra gặp khán giả yêu thương của ông thì ông chỉ ký cái nghĩa danh của ông, đó là nghệ sĩ Vũ Linh. Nhưng theo giấy tờ người ta chỉ lấy cái tên mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đi làm căn cước công dân ở nhà cả nhà, chứ người ta không có bao giờ lấy cái nghệ danh. Cái nghệ danh đây là nghệ sĩ Vũ Linh không có bao giờ sử dụng theo cái giấy tờ nhà đất hay đại khái là sổ hộ khẩu và những cái giấy tờ quan trọng đâu. Nên con xé với bên của con Huy và luật sư của con Huy á, mình cũng không hiểu sao mà kêu là đi tìm chữ ký để bác bỏ cái giấy cây xanh của chị Hồng Loan nữa. Xem để mình xem ra cái phần bình luận của khán giả cho mọi người nghe. Khi chị Loan đi lên thêm ba của mình thì có nhiều khán giả có để lại bình luận như thế này. Chị Ni thì để lại comment là thương lắm, mớ ơi. Còn má Tư thì thương con, còn chị Bình Tâm thì sao hậm rủ chị ba dưới. Và chị Mộc Kiều thì để lại bình luận: chị xem hình ảnh này của em, chị không kèm được nước mắt, cố lên niệm Phật em nhé. Và có cái một bình luận này rất là khó ưa nha cả nhà. Nghĩ sao mà người ta để xem đang người ta mà lên viết cái bình luận như này: chắc đáng é lên đây cầu xin ba chứ gì. Đúng là cái chị này chỉ vô duyên mà không thể tưởng tượng. Ba người ta thì cho dù chị lên cái lên chứ cầu xin ba có chị cũng được đi, chứ có vấn đề gì đâu mà mình phải ganh tị mà để một cái bình luận cho nhiều người phải vô chửi như thế này. À có nhiều chị chỉ phản phát cái bình luận rồi này để mình đẹp cho mọi người ghi. Ủa mày ganh tị à? Ba người ta thì người ta lên thêm người ta nhớ, chứ nhớ ba của mày đâu mà sao mày nhé đầm đẩm vậy. Mày là bên phi của con Phi với thằng thám tử được bốn lần đúng không? Và một cái bình luận khác thì để như thế này: già đầu mà không nên đất. Người ta lên thêm ba cũng vô đây để bình luận cho khán giả ở đây họ chửi. Thì thấy cái chị này chỉ để có một bình luận mà rất là nhiều bình luận vô là tấn công mà chửi chị nha. Thôi mình đẹp chỉ hai cái bình luận đó cho mọi người cùng ghi là điếu đủ hiểu con người như thế nào rồi. Cha người ta lên người ta nhớ người ta thêm thì người ta đang sờ ta tốt, mà cũng vô là để cái bình luận là sao nói người ta đi lên thêm ba rồi cầu nguyện. Thì cha người ta cầu nguyện để người ta bán hàng được, cũng có bắt mới gì tới mình đâu đúng không mọi người. Thì cái bài đăng của chị mới phía dưới nhiều khán giả họ cũng rơi nước mắt vì những cái khoảnh khắc xúc động này. Và mới đây nhắc nha mọi người, đầu tiên chấn động là con Vi nó chửi bà xíu bà, nó chửi nghe trong cái live stream luôn mọi người ơi. Hai bị con cãi lộn là nghe đâu á là cô xéo là muốn bỏ ra ở riêng, không muốn ở trong với con Vi nữa. Tại vì cái mọi người có biết không, cái nước con Vi nó giống bà xéo bào cố nghệ sĩ Vũ Linh đó, bao bẹp mẹ con của con Vi á, từ mẹ tới con tới rể của bà xéo bào suốt mấy chục năm. Và từ bà xéo bào từ lúc mà có chồng, chưa có chồng tới bây giờ, nhưng khi mà bị Hồng Loan đuổi ra nhà thì bà xéo bào này lộ cái bản chất cái con người của mình á, chửi cái cậu nem là thằng cha con cái mẹ mày cái đồ nềm bại liệt một chỗ. Thì mọi người nghĩ đi, con Vi nó cái bản tính nó cũng giống mẹ của nó như thế. Anh em cái thả nói thiệt, xeo này á, thả nói thiệt cho mọi người nghe á, bà xéo bà mà già đi bà sẽ thấy cái cảnh với con Vi. Tại lúc bây giờ mà bà còn mạnh thủy này, bà chăm con cho nó, rồi bà ăn uống giặt đồ dọn dẹp làm ở trên y như một bà mẹ, chứ mà cũng có khi là giống một ô sin với thằng Lâm Hán cũng vậy, phục vụ nó tới cửa đó mà nó còn đối xử như vậy. Thì xe này đi về rồi cũng như hôm bữa con Vi á, nó vô duyên hết mất, nó nghe chị Loan đi hát mà nó gì nó tự nhiên nó đập hết chén dĩa ở trong quán rồi nó nhảy đập trước trong quán đó. Rồi thằng chồng của nó đó mọi người, là thằng chồng của nó là có cái nick là cô ba Canada đó, đứa ba tâm sự với thằng chứ anh Đường Ốc Dâm đó mọi người. Và anh Đường Ốc Dâm là cũng bất xúc con Vi cái vụ gì em biết, là cũng có lên trên mạng ra rẽ và kể sự thật như vậy. Thì mọi người thấy con Vi nó ganh tị đó với chị Loan đến cửa nào. Còn chị Loan thì mỗi lần con Vi nó có show hay đi hát thì mực kệ, chị cũng đâu có lên tiếng và đậm đậy hay là chị nói gì đâu, mà sao mà mỗi lần chị đi hát thì nó là nhảy dần dần. Mỗi người có một cuộc sống riêng thì phần mình lo đi, mình không thích nhau nữa, mình không muốn làm chị im với nhau nữa thì mình cho chị Loan là con nuôi đi. Thì mình không thích làm chị im nữa thì phần mình đi hát, mình lo cuộc sống của mình,
Còn những chị lo chỉ có đi hát hay đi hò hay là chỉ đi đâu mà kệ chỉ, mình đừng có quan tâm. Chứ sao mỗi lần nghi như vậy mình phải đạp chén đạp dĩa nhà mình. Ủa mình đạp xem là mình không xế nè. Tại vì lúc trước mình quen cái tính đầu mình đạp xem là mình bỏ bao rác khi hết chén kia là có ông hòn cả lương hồ quán ông xém. Rồi ăn bao nhiêu ông cũng mua. Vậy mà còn lên livestream ngồi với thằng sạc pin nói cậu Nem làm biếng. Ông cậu Nem Vũ Linh ông làm biếng. Ủa ông làm biếng mà ông làm ra tiền để ông nuôi dèm dèm họ ba đời. Gia phả cái nhà công vi. Cúng nào ở dưới quê cũng điện thoại lên biểu ổng thì đưa tiền. Ổng làm biếng mà ổng tạo cơ đồ ra cho vậy mà con sạc pin á làm siêu quá. Mà từ bên Pháp phải gì Việt Nam để gom góp tiền phong điếu nhận là bạn tri kỷ của ông Hòn mà ông Hòn ổng đâu có thèm nhận đâu. Ông đuổi tấm cổ và gì. Tôi nói thằng sạc pin nó nói xấu cộng đêm đó, nó sẽ nhận một cái kết thật là dã man, mọi người sẽ đợi mà xem. Nhưng mọi người mình nói cho mọi phân tích cho mọi người nghe, sạc pin này là cái dạng cũng không không yên chì nha mọi người. Mọi người cứ nghĩ đi, dù quần áo đó là của người nổi tiếng nhưng khi họ đã mất rồi là cái quần áo đó mình cũng rất là sợ, không bao giờ mình dám lấy ra mà mặc. Nhưng cái thằng sạc pin này mọi người, trên cái đám tang của cố nghệ sĩ Vũ Linh á, mấy cái áo mà ngày xưa cố nghệ sĩ mặc đi biểu diễn á, thà con của người ta mặc thì không sao, mình là một người ngồi dèm méo không có liên quan gì, đeo cái đám tang lấy quần áo của người ta ra mặc, con người gì đâu mà nó vô duyên không biết, hay là không có tiền mua quần áo nữa cũng không hiểu luôn á. Tôi xem coi xem cái đoạn clip mà lấy cái áo mà cầm ly bia mà đi rớt rớt mà mờ theo nghề mà cố nghệ sĩ mất á, là tôi đã chứng gan rồi, mà tôi không ưa cái thằng trai này, cái đồ không ra gì đâu. Và bây giờ càng ngày càng lộ bản chất ra nữa chứ. Sạc pin mình là Việt kiều, mình sắm cho ra và kiều nha sạc pin. Đừng để cho cộng đồng mạng họ chửi mình. Nhưng mà họ cũng không quên, lần này sạc pin gì Việt Nam cũng nhớ sao kê cái bộ răng ra đây nha sạc pin. Lái của ai cũng nhớ sao kê cho khán giả biết. Chứ khán giả không có để yên cho sạc pin đâu. Công viên kia mà bánh trung thu mà bây giờ ở dưới báo Hậu Giang mà nó không lên nó vạch trần rồi đó. Sạc pin cũng nhớ giữ gìn cẩn thận nha. Chứ không lâu nữa đâu thì cũng tới phiên sạc pin phải sao kê đó. Và clip của mình đến đây hết. Chúc cho quý khán giả luôn xem anh Cory bé Thỏ được nhiều sức khỏe và luôn ủng hộ kênh của mình nhé. Sẽ có những thông tin mới nhất mình sẽ chia sẻ đến bà con cô bác anh chị khán giả càng xa. Và trong clip của mình là mình chỉ phân tách những cái hành động của những người này thôi chứ mình cũng không vu khống ai nhà cả nhà. Và mình thấy sao thì mình nói vậy.